Quay kinh chưa? Quay được vừa quảng cáo với sếp đây. Bộ Phải cảm ơn thằng thợ mộc nó làm nó chuẩn. chuẩn Chả thế, không có tôi thì không mà ông qua ông lắp bằng mắt. giờ thông thì được bao nhiêu? Hai gần 2m6. Bốn cái bây giờ mở gần 2m6 tô vào thoải mái. Vào ơn du nhá, không cắn, không cắn tí nào nhá. Thôi về đi, được rồi đấy. Có con quấy cái gì nữa đừng gọi nhá. À.